hôm nay thì Ngô Tất Kiến Bảo đã gặp Bùi Thanh Đức. Giải bóng đá thiếu niên Nhi đồng Quốc báo Nghệ An đã có được rất nhiều bàn thắng, những bàn thắng rất đẹp. Đó đều là những cú dứt điểm với đẳng cấp cao của các cầu thủ nhí đến từ nhiều đội bóng, 18 đội bóng ở 6 bảng. Ngô Tất Kiến Bảo, nỗ lực của Ngô Tất Kiến Bảo đã giúp cho Nhi đồng Thành phố Vinh có một tình huống đá phạt biên. Vào! Dứt điểm!